Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Xem tuổi làm nhà trong năm 2022 nhâm dần. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà trong năm 2022 nhâm dần. Thì với nội dung video như vậy thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị năm cái vấn đề chính như sau. Đầu tiên, tuổi 1978 xây nhà trong năm 2022 nhâm dần có xây được không? Thứ hai, nếu muốn mượn tuổi Đông Thổ thì mượn tuổi nào? Nội dung thứ ba là gì? Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tháng nào xây nhà được cắt lợi nhất cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đấy, tháng này lại làm nhà. Thứ tư là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là gì? Những cái tuổi Mậu Ngọ này ở hướng nào thì tốt, hợp với hướng nào, không hợp với hướng nào, đúng không? Mà lỡ ở về hướng xấu thì hóa giải như thế nào? Đó. Tiếp theo là gì? Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn nếu có thời gian, nội dung thứ năm tôi sẽ chia sẻ là gì, cái vị trí đặt bếp, đặt bàn thờ, đặt cổng, đặt cửa ở vị trí nào để tốt được tốt nhất, thu thu được tài lộc, và đặt nhà vệ sinh, đặt bếp ở chỗ nào, cầu thang chỗ nào để không bị phạm phong thủy. Đó, đó là toàn bộ nội dung tôi sẽ chia sẻ cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Bước vào nội dung đầu tiên là chúng ta gì xét là gì, tuổi Mậu Ngọ 1978 có xây được nhà hay không. Thì như chúng ta đã biết, tuổi Mậu Ngọ 1978 là năm 2022 nhâm dần là 45 tuổi. Để xét được gì tuổi đó có xây được nhà hay không thì chúng ta sẽ xét trên ba tiêu chí là có bị phạm kim lâu không, hoang ốc không và tam tai không. Nếu không phạm thì chúng ta xây được. Tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2022 nhâm dần là 45 tuổi. Không bị phạm kim lâu, không bị phạm tam tai nhưng bị phạm vào hoang ốc. Đây là phạm 1 trên 3 cái điều kiện cần để xây nhà, chúng ta cũng không nên tự đứng ra xây mà chúng ta cần phải mượn tuổi động thổ. Chúng ta có thể mượn tuổi là 1965 là tuổi Ất Tỵ, Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ thì đây cũng là tuổi lộc của người tuổi Ngọ, đang mượn rất là tốt. Nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị là gì, cái người tuổi Mậu Ngọ 1978 thì ở hướng nào là tốt nhất, đúng không? Ở hướng nào tốt, hợp với hướng nào. Thì chúng ta biết tuổi 1978 Mậu Ngọ có cung mệnh là thuộc cung Tốn, Tốn thuộc Mộc, nó nằm ở phía Đông Nam. Những nhà Đông Nam là thuộc Đông tứ mệnh. Đấy. Vị trí là những người tuổi Mậu Ngọ sẽ hợp với các hướng là gì? Hướng Đông là một này, hướng Đông Nam là hai này, hướng Nam là ba và hướng Bắc là bốn. Đây là bốn hướng tốt với người tuổi Mậu Ngọ 1978. Hướng Đông là một, hướng Đông Nam là hai, hướng Nam là ba, hướng Bắc là bốn. Đấy là bốn hướng tốt. Và các hướng xấu với tuổi Mậu Ngọ là hướng Tây, hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Đây là bốn cái hướng xấu với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nếu những gia chủ tuổi Mậu Ngọ mà ở vào những các hướng xấu như là hướng Tây thì phạm vào lục sát, Tây Nam phạm vào ngũ quỷ, Tây Bắc là họa hại hoặc Đông Bắc là tuyệt mệnh. Nếu quý vị đang ở trong những cái nhà hướng xấu này thì quý vị cần phải hóa giải. Hóa giải bằng cách gì? Treo trước cửa nhà một cái gương bát quái tinh cầu. Cái gương bát quái tinh cầu này là cái pháp khí phong thủy là chuyên dùng để hóa giải cái nhà không hợp hướng. Là một, thứ hai, nó cũng sẽ hóa giải cho quý vị những cái sát khí ở phía trước nhà mình. Ví dụ như trước cửa nhà quý vị là cơ sở công quyền này, đối diện hoặc là quý vị nhìn ra trước cửa nhà mình là cái bãi tha ma, trước cửa nhà mình là một cái bãi rác, hoặc trước cửa là bệnh viện, đấy, là gì, có một cái cột thu phát sóng và có một cái cột điện trước cửa nhà, hoặc là có một cái cây to, vân vân, đấy, hoặc là có cái đoàn dông đâm thẳng vào nhà mình thì quý vị hãy dùng cái gương này để hóa giải. Đó, ngoài cái tác dụng hóa giải không hợp hướng thì nó còn có tác dụng hóa giải những cái thế sát như tôi vừa nêu. Thứ hai là gì, sau khi hóa giải những cái sát xong ấy, thì chúng ta cũng cần phải chiêu tài cho nó. Chiêu tài bằng cách sẽ sử dụng bộ mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý là một cái pháp khí phong thủy được kết bằng năm đầu hoa mai theo kết theo lối chiêu tài kết, và gì, nó có tác dụng là thâu thu tài lộc, may mắn là cái vật phẩm hàng đầu tốt nhất trong cái chuyện là treo trước cửa nhà để thâu thu tài lộc, để chiêu tài. Đấy. Còn nếu mà quý vị đang có ý định xây, những người tuổi Mậu Ngọ mà có ý định xây nhà ở trong những cái hướng xấu này thì chúng ta cũng cần phải chấn chạch nhá. Nếu mà xây mới thì chúng ta cần phải chấn chạch. Chấn chạch là một phương cái phương pháp là một cái cách mà từ trước đến nay các cụ vẫn dùng và các thầy phong thủy chuyên dùng để làm gì, để giúp cho ngôi nhà được hưng vượng, có được tài lộc và mọi người ở trong nhà có được sức khỏe, có được bình an. Đấy. Và cái thứ hai là gì? Nếu mà những người tuổi 1978 Mậu Ngọ mà ở hướng Bắc là được sinh khí này, hướng Đông là diên niên, hướng Nam là thiên y, có được sức khỏe, hướng Đông Nam là phục vị. Đây là những hướng tốt với tuổi Mậu Ngọ, đúng không? Quý vị cũng cần phải làm gì? Chiêu tài cho nó. Chiêu tài bằng cách sử dụng cái mai hoa phú quý, mai hoa phú quý để chiêu tài cho cái căn nhà hợp hướng này.
Thứ hai là nếu mà quý vị có ý định xây mới thì quý vị cũng cần phải trấn trạch cho trạch đất được hưng vượng, giúp cho mọi người ở trong nhà được may mắn, được bình an, giúp cho thợ thuyền làm việc được hanh thông thuận lợi. Còn trong trường hợp mà quý vị muốn xây mới thì khuyên thầy là quý vị nên là mời thầy phong thủy về để thầy khảo sát, đo đạc, tính toán và thiết kế lại cái công năng phong thủy, giúp cho quý vị có một cái gì ở trong cái nhà được hưng vượng, được an lành nhất. Chứ không quý vị cứ vừa đập xong, lúc làm xong rồi mới bắt đầu là gì, thấy ở không ở bị bất an, thấy ở trong ngôi nhà bị bất an đúng không? Sau khi xây xong mà thấy ở trong ngôi nhà bị bất an, ở trong ngôi nhà nó bị là gì, bị cảm thấy là thất thoát tài lộc, tiền bạc làm ra đầy đấy nhưng mà không giữ được, hoặc là cứ nó cứ luôn luôn có sự cố nó sẽ lấy mất tiền của quý vị đi, hoặc là ở trong ngôi nhà nó luôn bị là gì, những người trong gia đình thì hay bị ốm đau bệnh tật đấy, thì quý vị cũng cần phải là gì, hóa giải, hoặc là mời thầy phong thủy về để thầy khảo sát, thầy tính toán đo đạc cho quý vị nó được hanh thông thuận lợi nhất, và giúp cho quý vị ở trong ngôi nhà nó có được sức khỏe, có được tài lộc, có được bình an. Nội dung tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là gì? Những người tuổi Mậu Ngọ 1978 thì xây nhà vào tháng mấy thì là tốt nhất? Thì như chúng ta đã biết là mỗi một năm ấy thì do sự vận động của trái đất và do sự vận động của các thiên tinh như sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ và hệ trong hệ mặt trời thì nó sẽ gây ra một cái gì, cái trường khí khác nhau đến từng vị trí, đến từng vị trí và đến từng hướng khác nhau. Vậy nên là gì, để mà xét tuổi Mậu Ngọ xây nhà tháng nào tốt thì chúng ta phải xét với từng hướng một, không thể lấy hướng Bắc đánh đồng với hướng Nam được, không thể lấy hướng Đông đánh đồng với hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc được đấy. Vị trí vì là cái trường khí nó đến đảo nơi khác nhau và những cái cát hung nó đến cũng khác nhau. Vị trí là ta xét bây giờ tuổi Mậu Ngọ mà xây nhà hướng đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc sẽ gồm có ba sơn là Nhâm, Tý và Quý, độ số là từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Nếu mà nhà quý vị mà có độ số từ 337,5 độ đến 352,5 độ, tức nó rơi vào sơn Nhâm, thì quý vị xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Còn nếu mà quý vị đo nhà mình độ số từ 352,5 độ đến 7,5 độ, thì quý vị sẽ xây vào tháng 3, tháng 4 và tháng 6. Nếu mà quý vị đo nhà mình mà vào từ 7,5 độ đến 22,5 độ, thì quý vị xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Đấy, nó rơi vào sơn Quý đấy. Tôi cũng đã để một cái bảng kết quả trên màn hình, thì bao gồm từ hướng là một, thứ hai là gì, từng sơn một, thứ ba là có độ số, thứ tư là những cái sát khí nó đến với nhà mình, những hung họa mình cần phải tránh, và thứ tư là gì, cái thời điểm xây nhà được tốt lành nhất ở trên màn hình. Thì quý vị cứ theo dõi, chụp lại đo, rồi đo cái đất nhà mình đối chiếu lại xem là nhà mình ở cái hướng nào nhé, để chọn ra cái thời điểm xây nó được cát lành nhất. Đó là hướng Bắc. Với hướng thứ hai là hướng Đông Bắc, ta xét hướng thứ hai là hướng Đông Bắc. Đông Bắc gồm ba sơn là Sửu, Cấn và Dần, độ số của nó từ 22,5 độ đến 67,5 độ. Thì với những nhà có độ số từ 22,5 độ đến 52,5 độ thì ta xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Còn nhà nào mà độ số quý vị đo mà nó rơi vào 52,5 độ đến 67,5 độ thì nó rơi vào sơn Dần. Dần năm 2022 nhâm Dần là bị phạm vào thái tuế, chúng ta không xây. Hơn nữa cái thằng ông Dần này này lại bị phạm vào gì? Tọa phạm Mậu Kỷ Đố Thiên, ta không xây nhá. Như vậy là ta vừa xét xong hướng Đông Bắc. Hướng thứ ba ta xét là hướng Đông. Hướng Đông sẽ gồm có ba sơn là Giáp, Mão và Ất, độ số của nó từ 67,5 độ đến 112,5 độ. Nếu quý vị đo vào nhà mình mà có độ số từ 67,5 độ đến 112,5 độ, nó rơi vào ba sơn là Giáp, Mão và Ất, thì quý vị sẽ xây vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Đó là với nhà hướng Đông. Hướng thứ tư ta xét là hướng Đông Nam. Đông Nam sẽ gồm ba sơn là Thìn, Tuấn và Tỵ, độ số của nó từ 112,5 độ đến 157,5 độ. Quý vị mà đo cái đất nhà mình mà có độ số từ 112,5 độ đến 157,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12 cho cả ba sơn Thìn, Tuấn, Tỵ. Như vậy ta vừa xét xong hướng Đông Nam, tiếp đến ta xét hướng Nam. Hướng Nam sẽ có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Sơn Bính và sơn Đinh thì chúng ta sẽ xây vào tháng 4 và tháng 6. Với sơn Bính thì độ số từ 157,5 độ đến 172,5 độ. Sơn Đinh độ số của nó là từ 187,5 độ đến 202,5 độ. Đấy, nếu quý vị đo vào hai tọa độ vậy thì quý vị sẽ xây vào tháng 4 và tháng 6. Còn nếu quý vị mà đo nó vào cái độ số từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị sẽ không xây mới trong năm 2022 nhâm dần bất kể bạn tuổi gì. Vì là sơn Ngọ này tọa phạm vào tam sát, mà tam sát là một trong cái đại sát mà phải kiêng kỵ khi xây nhà. Đấy. Hướng thứ sáu ta xét là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam sẽ có gồm có ba sơn là Mùi, Khôn và Thân, độ số của nó từ 202,5 độ đến 247,5 độ. Với sơn Mùi
Độ số quý vị đo nhà mình mà có độ tọa độ độ số từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì chúng ta xây vào tháng 5 và tháng 6. Nếu quý vị đo nhà mình mà rơi vào độ số từ 217,5 độ đến 232,5 độ thì quý vị xây vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Còn nếu mà đo vào độ số từ 232,5 độ đến 247,5 độ thì quý vị không xây mới, quý vị không làm nhé. Vì là tọa cái này tọa dần và tọa thái tuế và hướng là thân là tuế phá. Tuế phá, thái tuế, tuế phá chúng ta không không chơi. Đó là với hướng Tây Nam. Hướng thứ bảy ta xét là hướng Tây. Hướng Tây có ba sơn là Canh, Dậu, Tân. Độ số của nó từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Nếu quý vị đo la bàn mà thấy nhà mình có độ số từ 247,5 độ đến 262,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2 và tháng 8. Nếu quý vị đo độ số từ 277,5 độ đến 292,5 độ là rơi vào sơn Tân, quý vị cũng xây vào tháng 2 và tháng 8. Còn nếu mà kết quả đo cho thấy là gì? Nó nằm trong độ số từ 262,5 độ đến 277,5 độ thì quý vị không làm. Vì cái sân Dậu này tọa tam bích hướng thất xích, hơn nữa hướng lại phạm vào mộ kỷ đối thiên. Đấy, ta không làm nhé. Hướng tiếp theo ta xét là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ gồm ba sơn Tuất, Càn và Hợi. Độ số của nó từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Thì nếu mà nhà quý vị mà đo mà có độ số từ 292,5 độ đến 307,5 độ, nó rơi vào sơn Tuất. Quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Còn nếu quý vị mà đo vào gì độ số từ 307,5 độ đến 322,5 độ, nó rơi vào sơn Càn, thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đấy. Còn nếu mà trong trường hợp quý vị đo độ số của nó rơi vào từ 322,5 độ đến 337,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Đó. Đó là toàn bộ những cái tháng xây nhà đại cát đại lợi với những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong cái năm 2022 nhâm dần. Đấy. Còn nếu mà quý vị mà bị nhà quý vị mà đo bị phạm vào cái độ số này của cái bốn cái sơn là dần, dần, thân, dậu và ngọ thì quý vị sẽ tốt nhất lên liên hệ lại với thầy phong thủy, mời thầy về thầy khảo sát tính toán đo đạc và lên bố cục phong thủy cũng như là chọn cái thời điểm cát lành nhất cho quý vị xây để hóa giải hoàn toàn cái xung sát này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.